bôi kem chống nắng buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, bôi nhiều như vậy, vậy thì thực sự là kem chống nắng có tốt như cái lời quảng cáo hay không? Và khi chúng ta bôi kem chống nắng á, thì có cần thiết phải tẩy trang lại hay không? Và kem chống nắng vật lý hay hóa học thì tốt hơn với làn da của chúng ta? Và bôi như thế nào để có thể đem lại hiệu quả tốt nhất ở trên da? Rất là nhiều câu hỏi xoay quanh kem chống nắng. Vậy thì đừng bỏ qua video ngày hôm nay, Hương sẽ chia sẻ đến chị em những cái nhìn chân thực hơn về kem chống nắng để chúng ta có thể hiểu hơn và biết cách lựa chọn kem chống nắng cho làn da của mình. Và trước khi bước vào phần chính của video thì rất mong chị em chúng ta sẽ bỏ một vài giây để nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới để hàng ngày chúng ta được gặp nhau và chia sẻ với nhau những kiến thức như thế này. Còn đầu tiên, Hương muốn chia sẻ đến chị em một cái câu chuyện rất là thú vị về lịch sử hình thành kem chống nắng. Thế nhưng ngày xa xưa, những cái thời rất là xưa rồi, thì tổ tiên của chúng ta đã biết cách là dùng những cái từ thiên nhiên để bôi lên trên da mặt của chúng ta, từ đó hỗ trợ giảm thiểu cái tác động của tia UV và ánh mặt trời. Thế nhưng mà cái thuật ngữ kem chống nắng chỉ thực sự hình thành khi vào chiến tranh thế giới thứ hai thôi, là khi mà quân lính phải làm việc ở ngoài trời rất là nhiều trên các boong tàu này và tiếp xúc trực tiếp với mặt trời và UV như vậy, thì sẽ có hiện tượng là bị sốc nhiệt này, bị rám nắng, bị cháy nắng này, thậm chí là bị phồng rộp lên. Và các quân lính mong muốn rằng sẽ có một cái sản phẩm nào đó để hỗ trợ giảm thiểu các vấn đề này, thì các nhà khoa học đã bắt đầu nghiên cứu ra cái sản phẩm là tạm gọi là kem chống nắng. Thì cái kem chống nắng đầu tiên được ra đời sẽ có cái thành phần RVT này, thì cái thành phần này nó sẽ không quá hiệu quả trên da, nó chỉ giảm thiểu một chút thôi các vấn đề như là cháy nắng hay là bỏng rộp ở trên da thôi. Thì sau dần dần qua nhiều quá trình nghiên cứu, nó sẽ có cái thành phần là PABA này. Tuy nhiên cái thành phần này thì khi bôi ở trên body này hay là trên mặt này, có thể dẫn đến hiện tượng là bị vàng áo, hỏng hết các cái áo. Thì sau này dần dần nghiên cứu rất là nhiều, thì kem chống nắng hiện nay đã có thể đạt đến cái mức đỉnh cao nhất, đó chính là kem chống nắng có thể là quang phổ rộng này, hay kem chống nắng là chống trôi nước này, dành cho da nhạy cảm này, hay là kem chống nắng dành cho da nám, da dầu và da mụn rồi. Có rất là nhiều loại kem chống nắng phù hợp với từng cái tình trạng ở trên da. Thì sau khi nghe câu chuyện này, chúng ta đã biết rằng là vậy thì tác động của tia UV, ánh nắng mặt trời nó to lớn như thế nào, chúng ta cần phải sử dụng kem chống nắng đúng không? Thì như Hương chia sẻ ở trên này, đầu tiên này, nếu chúng ta tiếp xúc trực tiếp với tia UV, với ánh nắng mặt trời ạ, thì nó sẽ có UV, sẽ có là UVA này và UVB này. Với UVB là chính là ánh sáng nhìn thấy, thì có thể gây tình trạng là chúng ta bị sạm này, cháy nắng này, hồng rộp lên trên da này. Còn đối với tia UVA là cái tia mà không nhìn thấy đâu, nó sẽ đâm sâu vào da của chúng ta, gây ra tình trạng lão hóa trên da của chúng ta. Và cái tia UVA này, kể cả là ngày râm mát ấy, chúng vẫn cường độ rất là cao mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Vì thế là tóm lại là ánh sáng mặt trời hay là các tia UVA, UVB nó gây ra tác động rất là lớn ở trên làn da của chị em mình. Và nếu chúng ta không có sử dụng kem chống nắng thì làn da của chúng ta nó sẽ sạm nám này, nổi mụn này, lão hóa, nhăn nheo và sẽ sẹo nhiều hơn. Giống như bức ảnh ở trên đây, chính là việc không sử dụng kem chống nắng đó chị em. Rồi phần thứ hai chính là thì kem chống nắng vật lý hay là kem chống nắng hóa học thì sẽ tốt hơn với tình trạng da của chị em. Và trước khi bước vào phần này thì đừng quên là nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube màu đỏ ở phía dưới chị em nha. Thì kem chống nắng sẽ phân làm hai loại là vật lý và hóa học. Đối với kem chống nắng vật lý thì có các cái oxit như là kẽm này hay là titanium dioxide. Còn kem chống nắng sẽ có những cái thành phần hóa học. Thì cái kem chống nắng vật lý này nó sẽ giống như một cái lớp màng, lớp khiên để bảo vệ ở trên làn da của chúng ta. Và khi mà bôi kem chống nắng vật lý xong ạ thì chúng ta có thể đi ra ngoài ngay. Còn cái kem chống nắng hóa học này thì chúng là các cái thành phần hóa học. Và khi bôi trên làn da này thì chúng ta sẽ cần phải đợi kem chống nắng nó hấp thụ vào da này. Và khi mà ánh nắng mặt trời hay tia UV nó chiếu vào thì nó sẽ hấp thụ cái ánh sáng đó và chúng sẽ tạo ra các phản ứng hóa học để đưa ra một cái chất mới. Và chất này thì nó không ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta. Đó, vậy thì cái cách bảo vệ của chống nắng vật lý và chống nắng hóa học sẽ khác nhau rất là nhiều. Chúng ta sẽ đi đến cái ưu điểm và nhược điểm của từng dòng kem chống nắng để xem chúng ta thích hợp sử dụng loại nào. Thì đối với dạng vật lý, tức là giống như một lớp khiên bảo vệ ở trên làn da của chúng ta và ít có các thành phần hóa học, vì thế thì nó sẽ phù hợp với tình trạng da nhạy cảm này và các tình trạng da có thể là phụ nữ đang mang thai hay là cho em bé bú cũng có thể sử dụng được. Tuy nhiên có một cái nhược điểm là có thành phần là titanium dioxide này, thì trên da có thể là bị trắng hơn, vệt trắng á, thì khi bôi trên da cái cảm giác hay là lớp finish nó không được đẹp cho lắm. Còn đối với kem chống nắng hóa học á, thì là những cái thành phần hóa học để có thể hấp thụ ánh sáng mặt trời. Do vậy thì có thể dùng ở trên da với một tình trạng da là có thể yếu này, nhạy cảm, dị ứng này, thì rất có thể tình trạng này sẽ nặng hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là một cái là cái lớp finish ở trên làn da nó rất là đẹp và mướt và căng. Còn hiện nay thì các kem chống nắng của chúng ta nó sẽ đều là dạng vật lý là hóa học, cái công thức mới nhất rồi, nó sẽ vừa có lớp finish đẹp hơn và sẽ vừa là giúp chúng ta bảo vệ làn da toàn diện hơn chị em nhé.
Vì vậy là nếu mà nhạy cảm quá thì có thể sử dụng là thiên vật lý thôi. Còn nếu mà da khỏe này thì có thể sử dụng hóa học. Còn nếu không có thể là vật lý lai với hóa học. Rồi phần tiếp theo là bôi kem chống nắng như thế nào để có thể đem lại hiệu quả cao. Thì điều đầu tiên này là khi bôi kem chống nắng, chúng ta sẽ cần phải có cái tần suất bôi. Thì nếu mà chính xác ấy, thì chúng ta sẽ cần phải khoảng tầm 2 tiếng chúng ta bôi lại kem chống nắng một lần. Nhưng mà nếu như vậy thì nó quá khó khăn và mất thời gian hàng ngày của chúng ta. Vì thế thì chúng ta hầu như hoàn toàn đậu trong nhà thôi. Vậy chúng ta sẽ bôi một lần buổi sáng này, một lần buổi trưa này. Và chị em nào đó mà chúng ta sức quần nhiều hay là da sạm nám nhiều hoặc là chăm chỉ hơn thì có thể bôi thêm một lần vào buổi chiều trước khi chúng ta tan làm đi về. Còn về cái lượng bôi kem chống nắng thì có khá là nhiều tranh cãi. Trời ơi, tại sao lại bôi nhiều như vậy? Nhưng mà theo nghiên cứu này thì cái lượng kem chống nắng của chúng ta sẽ là 2mg trên 1cm vuông mặt. Và cái diện tích mặt này của chúng ta ấy, thì thông thường là khoảng tầm 700-800. Vì thế thì một cái tuyết kem chống nắng đó cỡ khoảng tầm 50 hay là 60 gram thì chị em mình bôi một ngày khoảng 2-3 lần ấy. Thì đâu đó khoảng tầm 1 tháng hết rồi. Nhưng có rất nhiều chị em mình đã sử dụng cái tuyết kem chống nắng khoảng tầm 5-6 tháng hay thậm chí là cả mùa hè chúng ta không hết. Vậy thì chúng ta bôi kem chống nắng chưa đủ đâu. Và khi chưa đủ như vậy thì các chỉ số ở trên bao bì kem chống nắng sẽ giảm đi rất là nhiều lần. Ví dụ chúng ta bôi lượng kem chống nắng bằng 1/2 lượng khuyến cáo đó, thì nó sẽ giảm đi khoảng 8 lần. Vậy thì chúng ta sẽ áng theo thìa này hay là theo cái đơn vị FTU này thì nó sẽ khoảng tầm là 1,5 đốt ngón tay với tình trạng da mặt nhỏ xinh, còn khoảng 2 đốt ngón tay với tình trạng da mặt, cái độ rộng da mặt giống như da của Hương. Và chúng ta sẽ nên bôi kem chống nắng lại như thế nào? Thì đây là câu hỏi của rất là nhiều chị em thắc mắc rồi. Và hôm trước Hương đã có làm một cái live stream chia sẻ rất là kỹ. Thì chúng ta sẽ phân ra làm hai loại da. Loại da đầu tiên là da mà không có vít tắc quá nhiều, da thường, da khô, da lão hóa. Thì chúng ta sẽ chỉ cần là nhúng cái miếng bông tẩy trang này vào trong cái toner này hay là nước bình thường thôi. Chúng ta sẽ chấm qua, lau qua cái dầu thừa trên da. Và chúng ta sẽ bôi thêm một cái lượng kem chống nắng bằng khoảng tầm một nửa cái lượng lúc sáng. Còn trường hợp thứ hai là giống như da của Hương là tình trạng da dầu mụn này hay là hỗn hợp thêm dầu này thì có vít tắc, chúng ta sẽ nên tẩy trang lại. Tuy nhiên hãy lưu ý là dùng tẩy trang dạng nước dịu nhẹ thôi nhé. Sau đó chúng ta có thể bôi thêm một lớp serum HA trên làn da của chúng ta là cấp ẩm. Và sau đó chúng ta sẽ bôi lại một cái lượng kem chống nắng bằng đúng cái lượng lúc sáng. Đó, vì vậy chị em nhớ nhé là bôi lại kem chống nắng sẽ có hai cách và tùy theo từng tình trạng da. Và điều thứ tư là có một số tình trạng da thì chúng ta sẽ không nên sử dụng kem chống nắng. Thì đó là tình trạng da nào? Cái đầu tiên này đó chính là tình trạng da đang có rất là nhiều mụn, viêm và bị tổn thương. Thì tất nhiên chúng ta biết rằng là cái kem chống nắng á, thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta bảo vệ làn da của chúng ta và giảm thiểu tình trạng chúng ta phát vết thâm cho mụn ấy. Nhưng mà với tình trạng mụn viêm rất là nhiều, mụn mạch lươn này và da tổn thương rất là nhiều thì chúng ta sẽ tạm ngưng kem chống nắng trong một thời gian. Bởi vì khi chúng ta bôi vào như vậy thì da chúng ta sẽ có khả năng là bít tắc và chúng ta sẽ bị lên mụn nhiều hơn. Thì trong trường hợp này khi da đang mụn nhiều, đang có tổn thương thì có thể tạm ngưng kem chống nắng một thời gian. Trường hợp tiếp theo là những làn da mà quá nhạy cảm. Bởi vì thực tế là các thành phần kem chống nắng này có rất là nhiều những cái thành phần khác nhau, vật lý hay là hóa học như thế. Và khi kể cả đã bôi kem chống nắng mà cho da nhạy cảm rồi mà da của chúng ta vẫn bị cảm giác là bí này hay là đỏ, da dễ kích ứng thì em nghĩ rằng là chúng ta sẽ có thể tạm ngưng kem chống nắng và sẽ tìm cách là che chắn bằng vật lý này, mũ, kính này, áo này và có thể sử dụng thêm các sản phẩm viên uống chống nắng này hỗ trợ thêm. Một trường hợp thứ ba có thể tạm ngưng kem chống nắng đó chính là sau khi chúng ta có thể vừa mới peel da đang bong xong. Tức là peel sẽ có loại bong nhiều và loại không bong đúng không? Thì thông thường khi chúng ta bôi kem chống nắng này thì chúng ta sẽ cần phải là tẩy trang trên da. Thì một số tình trạng da chúng ta sẽ cần phải để cái lớp bong đó được nhiều hơn và bong tự nhiên hơn thì chúng ta có thể tạm ngưng kem chống nắng một thời gian khoảng tầm vài ngày. Nhưng mà chú ý rằng là sẽ cần phải che chắn thật là kỹ chị em nha. Rồi, trên đây chính là chia sẻ của Hương về kem chống nắng. Vậy thì qua video này chị em mình đã hiểu hơn về kem chống nắng chưa? Và chị em mình có thêm bất kỳ thắc mắc nào mình có thể comment ở phía dưới để chia sẻ cùng với Hương nha. Cảm ơn chị em đã lắng nghe.